Good morning mọi người. Xa cũng hơi nhắn bởi vì sáng bây giờ học sinh đang online, học online á. Sáng xe cộ nhắn nhẹ hết cảnh trí. Ô, chỗ nắng chỗ mát. Xe cũng hơi nhắn nhẹ. Còn 3 tuần nữa thì học sinh in school. If someone is trying to make a painting with these rocks, trying to make what? A art thing. And I think they're trying to make an art. If someone's trying to make art, yes. Okay. Rocks. Under the Thank you. Sakai, what are you wondering? Look at that. That's clearly a pigeon. That's. Mưa lớn quá, không giờ tầm nữa. Thánh khác, ầm y luôn. Nó trời, những cơn mưa bất chợt ha. Trời mưa lớn. Trời ơi, mùa thu lá rụng hết rồi. Đi, đi, nghe sọt sạt rồi. Don't report me. No, we got lá rụng. Report me speaking to that, that cat. No. No? It's baby. I don't know. Somebody. No, 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 ê! Xe tới không? Muốn gì con đi lấy đi. Nó mày quay cho ông bói thôi mày, mày đâu chịu quay mày đâu mày ơi. Ok. Rồi khó. Để mà đi come here boy. Rồi lấy đi. Cái đó được bên chút thôi thì ok. Ok. Đang sâu sâu mày. Trời chứ quay lòng vòng. Ok, em nó nè để mà lấy đi con. Lấy nhanh let's go đi ra print. Đi ra ấy hình nữa ha. Rồi, em cái gì? How about me? Guess what me? Guess gì? Ra ấy hình ra photo lấy mấy tấm. Nhanh lên đây mà, sao mà lấy con bình nước nó sắp so long. Which one you want? Loại nước gì con muốn lấy đại ra nè. Trời ơi. Đây mà. Đây là đồ Halloween. Giờ mỗi đứa lựa một bộ để mà đi Trick or Treat Halloween. Ok. Trick or Treat. Ok thôi. Ok. Đồng ý. Để mà con chọn đi. Chọn gì đây. Hey, can I get a bag of candy?
No. Thôi bây giờ đi ra rửa hình nha con. Ăn kem đi dữ. Dạ hả? I saw it. Thôi đi ha. Bình nước đâu? Bình nước của mày. Đâu có ăn mà kẹo dưới cái bó xuống. Kìa anh sao mày dính gì gà bói. Oh my god. Đứa lượn bộ đây. Ba let's go con. Mình giờ đi ra outside á. Dạ, outside đây, đây là Seven Hill. Seven Hill. Bro, you don't even know what you're talking about. Đợi giờ mình đi, đi I'm playing with you. Blue I shop. Chích ngựa, okay. Chích ngựa, well, really. I thought I was with my family, but then my family went over there. My sister saved me.